Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến với lại bài đào tạo 3, chương 3 với 12 việc cần làm dành cho người mới. Thành ra khi mà các anh chị bắt đầu xây dựng nhóm cùng với Oriflame, các anh chị cần nắm vững và áp dụng 12 việc cần làm dành cho người mới này. Tại vì đây là cái điều mà vô cùng quan trọng khi mà các anh chị làm việc cùng với Oriflame. Nó sẽ quyết định là các anh chị có được bao nhiêu tiền các anh chị muốn khi mà các anh chị làm công việc này. Thành ra khi mà các anh chị làm, các anh chị không vận dụng triệt để, các anh chị không áp dụng triệt để cái 12 việc cần làm cho người mới này thì chắc chắn là các anh chị đã đi sai quy trình. Các anh chị nắm rõ chưa ạ? Bây giờ các anh chị nhìn vào trong cái file video này, các anh chị sẽ thấy là có cái số 1 cho đến số 12 trong cái hình màu xanh xanh. Các anh chị thấy ha, có số 1 cho đến số 12, đó là 12 bước. Và trong cái 12 bước này, hãy hướng dẫn cho các anh chị để các anh chị biết cách vận hành nó như thế nào và áp dụng nó ra làm sao để mình có được cái kết quả. Song song đó, hãy cũng để cái hình này ở trên cái bài đào tạo để cho các anh chị lưu về điện thoại của mình. Hãy có up lên sẵn á, các anh chị lưu về điện thoại của mình kèm với lại những cái clip cần thiết trong cái phần này. Thì các anh chị nhớ ha, còn nếu mà không biết cách lưu video như thế nào thì hỏi cái người bảo trợ của mình để họ chỉ cho các anh chị. Bây giờ hãy mời các anh chị đến với bước 1. Khi mà các anh chị bắt đầu tuyển dụng người đó thì các anh chị sẽ không biết là mình sẽ bắt đầu với người mới như thế nào. Bởi vì đây là một cái việc mà rất là lạ lẫm khi mà các anh chị tham gia cùng với Oriflame. Thành ra thông qua cái bài đào tạo 3 này, ở cái chương 3 này, các anh chị sẽ hòa lên: ô, em đã hiểu rồi, em đã biết cách rồi, và công việc này cũng dễ chứ đâu có gì đâu mà khó. Thành ra khi mà các anh chị bắt đầu mời một cái người mới tham gia, các anh chị hãy làm việc theo trình tự sau đây nha. Các anh chị sẽ bước 1 á, là các anh chị sẽ gửi cái file audio, hãy có tổng cộng là 6 file đó, để các anh chị gửi cho thành viên mới của mình về những cái quyền lợi. Bởi vì tại sao mà các anh chị phải gửi cái file audio của Hải mà không phải cái file audio của các anh chị? Bởi vì Hải là hội đồng lãnh đạo của Reflame toàn cầu, thành ra tiếng nói của Hải trong công việc này nó có giá trị hơn. Thành ra các anh chị sử dụng cái file audio của Hải gửi cho các anh chị ha, và các anh chị có thể lấy cái file audio này trong cái bài đào tạo này luôn để các anh chị biết cách mình gửi cho cái thành viên mới của mình như thế nào, và gửi cho thành viên mới của mình để họ biết được những cái quyền lợi khi mà họ tham gia. Rồi, khi mà họ đã nghe xong 6 cái file audio thì các anh chị lại tương tác với họ. Các anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện, Facebook gì đó. Các anh chị hỏi họ là: sao rồi chị nghe 6 cái file audio của sếp bự của em hướng dẫn đó, chị thấy những cái quyền lợi này như thế nào, chị có thích không, rồi chị có muốn làm việc với lại bên hãng của bên em hay không, em sẽ chỉ cho chị. Đó. Thì khi đó cái người mà các anh chị tuyển dụng họ sẽ nói: như vậy bước tiếp theo chị phải làm cái gì? Thì lúc này các anh chị sẽ thực hiện cái bước 2 của mình là gửi cho họ cái clip về bức tranh công việc. Và cái gửi cái clip bức tranh về công việc này, các anh chị cũng chú ý nha, là mình phải sử dụng đúng cái clip. Nếu mà các anh chị sử dụng sai cái clip á thì cái người mới họ sẽ thấy là họ không có hòa nhập được. Thành ra ví dụ cái người đó là công nhân thì các anh chị sử dụng cái clip của chị Trần Hiền, còn nếu mà người đó là thư ký văn phòng hay là nhân viên văn phòng gì đó thì các anh chị sử dụng clip của chị Điệp Như, còn nếu mà cái người đó là mẹ bỉm sữa thì các anh chị sử dụng clip của chị Châu Hiền. Và sau khi các anh chị gửi cái clip mô tả bức tranh công việc cho thành viên mới của mình để họ xem, khi mà họ xem xong thì các anh chị gọi điện thoại hay là inbox hay là nhắn tin hay là gì đó, các anh chị hỏi họ là: chị xem cái clip bức tranh công việc chị thấy thế nào, chị xem cái người đó họ mô tả công việc chị có thích không, chị đó đó hồi đó cũng làm giống chị gì đó, là cũng là công nhân hay là nhân viên văn phòng hay là mẹ bỉm sữa gì đó, nhưng mà bây giờ thì chị làm việc với Oriflame, chị đã có thu nhập cao rồi, chị được những cái tưởng thưởng rất là xứng đáng và chị rất là thành công trong công việc này. Mà một điều em cũng nói với chị nữa nha, là không phải là chỉ riêng chị đó đâu, mà có rất là nhiều người tương tự giống như chị đó đã có được thu nhập và thay đổi được cuộc sống đối với công việc này. Mà cái công việc này chị nghe về những cái quyền lợi chị cũng biết rồi, công việc này mình không có đầu tư, mình không có bỏ vốn, mình không có đóng tiền, mình không bị bắt mua hàng, nói chung là mình không có bỏ các bạc nào ra đâu, thành ra mình đâu có gì đâu mình sợ.
Thêm nữa là công việc này mình làm việc tại nhà mà, mình chỉ cần có cái điện thoại, cái tai nghe kết nối internet là mình có thể mình làm việc được rồi. Nó cũng không ảnh hưởng đến công việc chính của mình, nó cũng không ảnh hưởng đến cái việc mà mình quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái hay lo cho gia đình, mà mình vẫn có thể kiếm thêm được công việc này từ cái điện thoại của mình đang sử dụng đó. Thì khi mà các anh chị đã gửi cho họ clip bức tranh công việc, các anh chị nghe họ nói về cái cảm nhận của họ là chị thấy cái này, chị này chia sẻ cũng hay, bây giờ chị muốn thử thì sao em, hay là các anh chị có thể hỏi họ là chị có muốn tối nay thứ hai hoặc là tối nay thứ sáu lúc 21 giờ thì có sếp bự của em là anh Nguyễn Hải, là hội đồng lãnh đạo của Oriflame toàn cầu, thì anh có lên trên cộng đồng livestream 30 phút để dạy việc cho mình bắt đầu lúc 21 giờ. Chị có muốn đặt cái lịch hẹn vào tối nay lúc 21 giờ hay không? Nếu mà chị đặt cái lịch hẹn tối nay lúc 21 giờ thì em sẽ thêm chị vào trong cộng đồng Oriflame để tối nay chị lên chị học khởi nghiệp ha, và khi mà chị học á thì chị nhớ ghi chép, bởi vì chỉ có cái việc mà chị học nghiêm túc thì chị mới có thể có được thu nhập 5 đến 10 triệu giống như mọi người đang có mà thôi. Còn nếu mà chị học qua loa, hay là chị học một cách đối phó, hay là chị học không có nghiêm túc, học không có ghi chép thì chị sẽ không có làm việc được đâu, mà nó mất thời gian của chị đó. Thành ra nếu mà chị đặt lịch hẹn với em chắc chắn thì em sẽ thêm chị vào trong cộng đồng Oriflame, hoặc các chị có thể cho họ học cái buổi livestream offline mà Hải đã ghim trên cái một công bố đó, cái bài khởi nghiệp của Hải, các chị có thể cho họ học ngay sau đó cũng được, thì tùy các anh chị lựa chọn cái nào hay nhất thôi ha. Rồi khi mà họ học khởi nghiệp xong thì các anh chị vai trò là một cái người bảo trợ, một cái người trưởng nhóm, thì các anh chị phải kiểm tra lại theo đúng quy trình, thì các anh chị kiểm tra lại xem họ có ghi chép hay không, họ có nắm bài hay không, họ có nhớ bốn sản phẩm chủ lực hay không, họ có nhớ ba cách bán hay không, họ có nhớ bảy đối tượng mà mình cần tiếp cận hay không đó. Thì khi mà chắc chắn là họ nhớ thì các anh chị bắt đầu gửi cho họ cái clip chào mừng ở bước thứ tư trong cái quy trình 12 việc cần làm cho người mới này. Rồi như vậy các anh chị gửi clip chào mừng cho họ, thì sau khi họ nghe xong á, các anh chị hỏi họ là anh Hải nói cái gì, anh Hải dặn cái gì ha, thì họ sẽ kể cho các anh chị nghe. Rồi thì lúc này họ sẽ yêu cầu các anh chị là gửi cho họ hai cuốn catalog theo cái bước năm, thì các anh chị sẽ gửi cho họ hai cuốn catalog mỹ phẩm và một cuốn catalog thực phẩm ha, là catalog wellness á. Các anh chị nhớ là gửi cái bản mới nhất nha, tại vì nếu các anh chị muốn người ta khởi nghiệp mà bản thân các anh chị không gửi catalog cho người ta, các anh chị tiết kiệm tiết tiền hay là gì đó, hoặc là các anh chị gửi catalog cũ rích hồi thời nào đó, thì làm sao mà người ta khởi nghiệp được. Thành ra nhớ là phải nhanh chóng gửi catalog cho người mới của mình liền. Rồi khi các anh chị gửi catalog như vậy thì mình mất tầm khoảng 2 cho đến 3 ngày thì cái người mới các anh chị họ sẽ nhận được catalog qua đường bưu điện. Thì trong thời gian mà chờ catalog về nhà của họ thì các anh chị bắt đầu đến bước 6 là nói họ học thuộc bốn cái sản phẩm chủ lực và ba cách bán cũng như là bảy đối tượng mà mình tiếp cận, phải nắm chắc về cái phần này. Các anh chị phải chắc chắn nha, là cái người mới mình phải nắm chắc về cái phần này. Rồi mình sẽ đến bước 7. Các anh chị bắt đầu dặn họ là chọn vài sản phẩm trên catalog để mình trải nghiệm. Tại vì trong cái bài khởi nghiệp hãy hướng dẫn đó thì Hải có nói rằng là bản thân mình phải dùng cảm nhận và chia sẻ ha. Thì trong bảy đối tượng này, đối tượng đầu tiên là mình, tại vì mình biết là bán cho người ta thì dễ, bán cho chính mình mới là khó. Thành ra nói họ bán cho họ một vài cái đơn hàng, hay là một vài cái sản phẩm 200-300 ngàn gì đó, nó họ mua một vài sản phẩm để dùng cảm nhận, bởi vì họ tin sản phẩm họ mới tin vào công ty. Còn nếu mà họ không có tin vào sản phẩm sao họ tin vào công ty được, đúng không nè. Rồi thì bây giờ chúng ta đến bước 8. Bước 8 bắt đầu các anh chị cho họ học hai bài đào tạo 1 và đào tạo 2. Đào tạo 1 á là e-learning 8 tiếng nè ha. Đào tạo 2 là 16 tình huống khi mà họ bán hàng nè, họ phải nắm được hai cái bài đào tạo này để họ khởi nghiệp, và nói họ là phải ghi chép nha, ghi chép lại, tại vì chỉ có học nghiêm túc, học mà có ghi chép thì mình mới có được cái kết quả mà mình mong muốn. Còn mình học mình không ghi chép gì hết sao mình có được cái kết quả mà mình mong muốn, đúng nè. Rồi thì khi mà họ học xong hai bài đào tạo thì catalog đã về đến nhà rồi, và bây giờ chúng ta đến với bước chính là các anh chị theo sát cái người mới của mình,
hướng dẫn cho họ tập trung chốt 200 BB trong 3 ngày đầu tiên. Đó, nhớ nha, trong 3 ngày đầu tiên. Thành ra đó, có một cái điểm mà các anh chị sai lầm khi mà các anh chị bắt đầu làm việc với Oriflame là trong cái bài khởi nghiệp, các anh chị nghe kỹ nha, trong cái bài khởi nghiệp hãy dạy đó, thì hãy nói rằng là mỗi người sẽ phải tập trung chốt 200 BB vào ngày đầu tháng. Hãy dạy là chốt 200 BB tương đương với đơn hàng 3 triệu vào ngày đầu tháng. Mà trong khi các anh chị làm việc với người mới thì các anh chị lại nói với họ là em ơi em ráng chốt cái đơn hàng 450.000 để em được nhận quà, hay là 100 BB em được nhận cái quà chào mừng hay là cái gì. Thì các anh chị làm như vậy có nghĩa rằng là các anh chị đã cài vào cái suy nghĩ của họ là 450.000, thành ra để mà họ bán được cái đơn hàng 200 BB là vô cùng khó. Thành ra nhớ, cửa miệng của mình lúc nào cũng phải sử dụng cái từ là 200 BB theo hướng dẫn của anh Hải ha. Mình tập trung mình hoàn thành để mình vào đầu việc 2. Thì các anh chị dạy cho thành viên mới của mình để họ chốt cái đơn hàng 200 BB. Rồi, như vậy ở cái bước chính là tập trung chốt đơn 200 BB trong 3 ngày, các anh chị sẽ theo sát họ cái phần này. Bây giờ mình đến bước thứ 10 là nhiệm vụ các anh chị sẽ phải dạy cho các thành viên mới của mình. Khi mà họ nhận được catalog, họ chụp hình cái catalog, họ đăng lên trên cái cộng đồng Oriflame, họ khoe cái catalog của mình, hay là họ cảm ơn bảo trợ đã gửi catalog rồi họ đã nhận được catalog như thế nào, các anh chị phải dạy cho họ. Rồi khi mà họ có được cái đơn hàng đầu tiên, nói họ cũng chụp hình cái đơn hàng khoe lên trên cộng đồng, hay là đã đủ 200 BB họ cũng chụp họ khoe lên trên cộng đồng đó, hay là nhận được lương cũng nói họ khoe lên trên cộng đồng. Và trong cái cộng đồng Oriflame mình có cái nội quy, thành ra các anh chị là trưởng nhóm, các anh chị phải chắc chắn là các anh chị đã học nội quy rồi nha, phải nắm được nội quy và phải lưu cái hình nội quy đó về máy nha. Rồi cái người mới của các anh chị cũng phải nắm được cái nội quy, tại vì nếu mà họ vi phạm nội quy thì họ sẽ bị chặn khỏi cộng đồng vĩnh viễn luôn, mà các anh chị sẽ tiêu hao cái nguồn nhân lực của mình. Thành ra để tránh cái trường hợp đó thì hướng dẫn cho đội nhóm của mình nắm vững cái nội quy của cái cộng đồng Oriflame để họ không có vi phạm, và bản thân của các anh chị cũng không có vi phạm, được chưa? Rồi bước số 11, thì ở bước số 11 này, khi mà họ đã hoàn thành xong 200 BB thì các anh chị gửi cái clip chúc mừng cho thành viên mới của mình. Và khi họ xem xong cái clip chúc mừng đó thì các anh chị hỏi là anh Hải dặn em cái gì vậy, thì họ sẽ kể cho các anh chị nghe là anh Hải dặn cái gì, rồi họ đang rất là vui, họ đang rất là mừng. Thì các anh chị bắt đầu hướng dẫn cho họ bắt đầu học bài đào tạo 3, tại vì trong cái clip chúc mừng là có hướng dẫn cho họ học bài đào tạo 3 mà. Thành ra các anh chị sẽ bắt đầu hướng dẫn cho họ học bài đào tạo 3 để có được thu nhập từ 5 cho đến 10 triệu, cũng giống như ngày hôm nay các anh chị học bài đào tạo 3 này. Thành ra các anh chị cảm thấy rất là hưng phấn, các anh chị cảm thấy rất là hứng thú, bởi vì Hải khẳng định với các anh chị bài đào tạo 3 là bài đào tạo hay nhất trong các bài đào tạo, bởi vì đây là cái bài mà Hải tập trung công sức, trí tuệ cũng như là niềm đam mê của mình dồn hết trong bài đào tạo 3. Các anh chị nghe cái giọng Hải là các anh chị biết rồi. Thành ra bài đào tạo 3 này sẽ chỉ cho các anh chị cũng như là chỉ cho thành viên mới của mình trong tháng đầu tiên phải tập trung vào cái công thức 9% và phải đạt cái mục tiêu 9%. Bởi vì bản thân các anh chị là trưởng nhóm mà các anh chị không quyết tâm để đạt được 9% thì làm sao sau này các anh chị hướng dẫn cho đội nhóm của các anh chị. Bản thân các anh chị cứ ì ạch, các anh chị không có đạt 9%. Đó, thì đội nhóm các anh chị tuyển vô họ cũng ì ạch, họ cũng không đạt 9%, thì làm sao mà các anh chị có được thu nhập như mọi người? Làm sao các anh chị có 5 đến 10 triệu? Làm sao các anh chị có tiền để lo cho con cái của mình? Đúng nè. Thành ra bản thân các anh chị phải nỗ lực tháng thứ nhất đạt 9%, tháng thứ hai đạt 15% và tháng thứ ba đạt 21%. Bởi vì các anh chị biết là khi mà các anh chị đạt 21% 3 cho đến 4 lần thì các anh chị được nhận một cái vé để tham dự cái hội nghị Director Seminar 3 ngày 2 đêm Oriflame tổ chức ở Đà Nẵng. Các anh chị được ở trong cái resort 6 sao hay là 5 sao. Các anh chị được ăn những món ăn vô cùng ngon và vô cùng sang trọng, cũng như các anh chị được tưởng thưởng một cách rất là xứng đáng cho cái chức danh Director của các anh chị. Thành ra các anh chị nhớ là mục tiêu của các anh chị là hướng đến cái hội nghị Director Seminar sắp tới. Và cái người mới của các anh chị cũng sẽ hướng đến cái hội nghị Director Seminar sắp tới. Và tất cả cùng nỗ lực trong 3 tháng lên 21% để có thu nhập từ 5 cho đến 10 triệu. Ok ha. Như vậy thì khi các anh chị làm tốt điều này và các anh chị đến cái hội nghị Director Seminar, các anh chị sẽ đem rất là nhiều đội nhóm của mình tham dự
nó sẽ cảm thấy vui hơn, các anh chị sẽ cảm thấy vui hơn, hào hứng hơn, bởi vì mình có đồng đội của mình tham dự cùng với mình, hay là các anh chị đi dự chỉ có một mình thôi đó. Thành ra các anh, tùy các anh chị chọn. Nhưng mà bài đào tạo 3 này, khi mà thành viên các anh chị hoàn thành xong 200 BB, họ sẽ được học, và khi họ học bài đào tạo 3 này, họ sẽ cảm thấy rất là thích cho cái chương trình đào tạo này. Và cảm ơn các anh chị đã học đến cái phần chương 3, 12 việc cần làm dành cho người mới. Và bây giờ hãy mời các anh chị tiếp tục.